Ở trong lớp là anh học nhiều nhất là lên tới 5 năm rồi. Các gì ạ? Và cái chuyên đề này có những bạn đang học tới lần thứ tư. Trong lịch sử giảng dạy của tôi ấy, hầu hết cái phần tài chính người ta học lần thứ năm. Người ta quyết chí người ta làm. Cho nên là người ta quen cái phong cách của lớp rồi. Thế bây giờ có một số bạn mới vào thì nó bị vênh cái văn hóa là phải quen, chứ không phải tôi định nói theo cái nghĩa là vô văn hóa, không không phải, ở đây là vênh đấy. Cho nên là các anh chị ủng hộ trường bằng cách là các anh chị tuân thủ cái quy chế, bởi vì nguyên tắc của bạn là làm người thì tôi được tự do, nhưng tự do mà lại ảnh hưởng đến tự do người khác, tức là nó quá cái vạch đó thì nó sinh ra khái niệm luật. Luật là cái vạch của hai hình tròn, tự do của người này phải nằm trong tự do của người khác, thì cái luật nó vạch của nó. Cho nên là dưới luật thì quy định của một cộng đồng người, ở đây là quy định của cộng đồng lớp, thì đấy là mong các anh chị nhận thức cho ở mức độ nhẹ thì chúng ta nên tôn trọng cái nội quy đó, là vì mình là người. Bởi vì cái đạo lý của nó là anh không học để cho người cạnh bên cạnh người ta học. Anh có kiểu học của anh là tôi vẫn điện thoại tôi vẫn học được, nhưng người khác người ta không làm thế được, cho nên động đến tự do của người ta là không được, đúng không? Thì nhân tiện cái bạn em sĩ bạn nói như vậy thì tôi phụ họa, không phải cho lớp này đâu. Nếu các chị chọn được cách sống như vậy, đi đâu các bạn cũng được yêu, được quý và được tôn trọng. Các chị ạ, thì đấy là ý một. Điều thứ hai là tôi đố bạn tìm được một môi trường học nào mà được lịch sử như lớp này, vì đó là dày công xây dựng của trường PA. Các chị ạ, cho nên là bọn tôi mới chọn cái phương án là cái chuẩn đầu vào nó phải đạt ở một mức nào đó. Cho nên là lớp mình là bọn tôi lấy cái triết lý đào tạo là đào tạo lớp gốc chứ không đào tạo lớp cạnh, mà điển hình là không đào tạo lớp lá, không có chơi cái trò là học một biết một, đi ra kia bán hàng lừa người ta thế này, biết một cái đó. Các bạn học cái gốc này sau này các bạn cảm ơn tôi đã trần đời 40 năm, các bạn thành người người ta cảm ơn thế nào. Bạn học một chắc chắn bạn sẽ làm được 10, đấy là thấp nhất, chỉ còn làm được cả trăm thôi, lập được sự nghiệp được. Khi bạn nắm được cái gốc thì nó mới ra được, cho nên gọi là lớp gốc hay gọi là lớp rễ là cái, được không ạ? Cho nên là mong các anh chị hình dung ra cái triết lý đó. Sau một hồi học thì các bạn thấy bọn tôi thấy vênh triết lý với cái bạn đó, hoặc ngược lại các bạn thấy ông này giảng ấy nó xa xôi quá thì các bạn bị vênh với văn hóa của bọn tôi, thì khi đó hai cái triết lý nó không gặp nhau, thì sau này các bạn học cái môn đối tác kinh doanh chắc chắn phải chào, mọi sự hợp tác kinh doanh vỡ trận đều xuất phát từ sai triết lý, hai bên triết lý bị va. Cái gì ạ? Mà triết lý bị va thì thường một là thằng chồng với con vợ không thể làm ăn chung được, rất yêu thương nhưng sai triết lý. Thứ nhì là bạn học phổ thông thân như con cháy, các bạn chung vốn các bạn chết ngành. Thứ ba là bạn đại học. Thứ tư là bạn thân. Người ta thân vì vì nó trùng triết lý cuộc sống, chứ triết lý kinh doanh không bao giờ trùng. Các chị ạ, cho nên bán hàng cho thằng ngoại, thằng khách lạ dễ hơn nhiều so với thằng khách quen với người nhà. Cho nên những kiến thức tối thiểu như vậy nó cứ sai mãi vì nó đánh học lớp gốc. Các bạn ạ, khi nào bạn hiểu điều đó thì bạn học nó mới thú vị được. Cho nên là nó có khái niệm phân khúc là thế, đúng không? Thì có hai điều như vậy thôi, thì mong các anh chị là một là chứng minh mình là con người rất hiểu biết, và thứ hai là hãy tôn trọng cái người bên cạnh, các bạn sẽ nhận lại sự tôn trọng tuyệt đối từ anh trọng cho đến thằng bên cạnh, và đặc biệt là từ ông thầy. Úi, các bạn có tất, đúng không? Nếu cố tình vi phạm thì tôi khẳng định các chị lúc ấy người ta dùng cây gậy chứ người ta không dùng củ cà rốt. Giá một cái chứng khoán nó lệ thuộc vào ba cái thành tố: thành tố sức khỏe doanh nghiệp, thành tố chiếm tới 3/4 để ra quyết định mua chứng khoán là thành tố tâm lý, và thứ ba là thành tố của sự kỳ vọng phi lý trí. Đằng này nó đi nó dạy mỗi cái phần doanh nghiệp,
Mà trong doanh nghiệp thì nó dạy có mỗi cái tài chính. Tài chính là kết quả của toàn bộ hoạt động, nó vẽ qua tiền. Cho nên chứng khoán không liên quan tới tài chính các bạn ạ, liên quan tới nhân sự, marketing, chiến lược, con người. Khi nó hiện thân những yếu tố đẹp đẽ ấy thì nó hiện thân qua tài chính. Cho nên các bạn đừng có nói tôi là trưởng khoa tài chính, sau nó ra thị trường chứng khoán nó ngồi nó tư vấn. Tóm lại tôi chỉ nói một câu thôi, các bạn nghe đủ tư vấn, các bạn đời chỉ có mặt thôi. Và tất cả máu trên thị trường chứng khoán đổ tràn ngập thì lại không phải chết ở nhà đầu tư cá nhân. Cho nên nếu giả sử nó giảm được sức khỏe doanh nghiệp là cả tài chính, cả phi tài chính, là cả chương trình tôi đang dạy thế này. Nhưng mà nó thiếu trầm trọng kiến thức về tâm lý, nó thiếu trầm trọng về lý thuyết phi lý trí, tức kỳ vọng. Ba cái mảng ấy nó mới giặt lại thì nó ra được cái giá trên bảng điện tử. Cho nên thằng giỏi chứng khoán chính là thằng cực giỏi về tâm lý các bạn ạ. Thằng giỏi chứng khoán là thằng cực giỏi về lý thuyết kỳ vọng. Thằng giỏi chứng khoán là thằng cực giỏi về quản trị doanh nghiệp, chứ không phải tài chính doanh nghiệp. Vậy thì cái kiến thức mình học ở đây trong một buổi các bạn nhận được nhiều lắm. Ngoài cái chữ marketing, các bạn học được đường lối, các bạn học được lẽ phải. Đó là cái chuẩn giáo viên hiện nay, nó bắt là 5 trong 1. Thằng dạy toán bắt buộc phải dạy toán, bài tập toán phải có dạy được tính thực tế, không cho bài toán lý thuyết nữa. Thứ ba là thằng dạy toán phải dạy cái chất làm người. Và thứ tư là dạy làm người hiện ra, tức là dạy giao tiếp. Chứ nó không có những cái môn như là của mình, môn giao tiếp đứng độc lập. Không ai người ta học được cái môn đó xong người ta giao tiếp được. Mà thằng dạy văn cũng phải 4 nhiệm vụ, thằng dạy toán cũng 4 nhiệm vụ, thằng dạy địa lý không phải chỉ dạy địa lý. Các bạn không trong nghề dạy học, các bạn không hiểu. Cho nên là cái việc tôi giảng 1 giờ đồng hồ thế này, tôi phải nặng vô cùng về mặt phương pháp. Các bạn lại hiểu là tôi nặng nề và tôi khổ sở về chuyên môn, không phải. Và hôm qua thì tôi nói với chị, rốt cuộc thì cái người tiêu dùng họ muốn gì? Marketing là hầu cái mày muốn. Nhưng tao hầu không phải tao ngu đâu, tao là khôn đến lọt vành ấy. Công cụ để xuống tiền chính là hầu mày. Nhưng mà hầu mày là hầu cái gì? Thì hôm qua chúng ta kết luận với nhau, thời buổi ngày nay các bạn nó phải hầu nó con người, chứ không phải hầu sản phẩm. Mà con người này là con người thể hiện. Mà trong con người thể hiện thì đầu tiên sản phẩm của mày phải ngon. Thế thì cái thằng tiêu dùng bây giờ nó đến bao giờ nó quan tâm tới sản phẩm ngon đâu. Bởi vì sản phẩm muốn được lưu hành bắt buộc phải đạt chuẩn. Bắt buộc phải đạt chuẩn. Mà chuẩn ở đây là chuẩn toàn cầu. Cho nên các bạn đừng khoe là sản phẩm của em nó đạt, nó tốt. Tao đố mày không tốt mà được lưu hành. Cá tôi với thằng Trọng đi thí sĩ, nó bắt được con cá, nó đi bắt cá là có quy định để cân bằng thiên nhiên, chứ không phải bắt bú xuôi như mình. Nhưng nó bắt lên nó không dám ăn. Không phải nó tử tế đến mức là nó thả lại đâu các bạn ạ. Mà nó cho nó không dám. Bởi vì con cá đó chưa được kiểm dịch, không đủ chuẩn, không dám ăn. Cho nên cái chữ sản phẩm các bạn đừng có gào lên nữa. Nếu các bạn muốn chứng minh các bạn là người hiểu biết, cho nên các bạn không đạt chuẩn một con người, nó không nhận vào công ty đâu. Người ta không sợ đâu các bạn ạ. Cho nên trên website các bạn đừng có nói tốt với xấu nữa. Thì một số công ty nó đành phải nói thế này: công ty em đạt chuẩn bây giờ, trường em đạt chuẩn AQN. Các bạn ạ, để nó nói rõ cho người ta. Ví dụ tôi dạy cho Mobi, các chị ạ, đánh tưng bừng cái đợt này. Thì Mobi là công ty lớn của nhà nước. Thứ nhất, mời thầy nộp cho em cái bằng tiến sĩ. Thứ nhì, đây là quy định của luật. Thứ nhì là bằng dạy học. Tôi 3 bằng dạy học. Các bạn ạ, 2 bằng của 2 trường, 1 trường quan tâm, 1 trường kinh của anh nữa cơ. 1 bằng của Bộ Giáo dục. Tôi mới được đứng đây tôi hành nghề các bạn ạ.
Bằng số 3 là bằng về chuyên ngành. Tôi dạy tâm lý là trong cái sát của tôi, trong chứng chỉ thì là tôi có chứng chỉ về tâm lý, nhưng đó là chứng chỉ module 4, tức là chứng chỉ được đi dạy người ta. Thì tôi đang làm cái này nó mới hợp pháp. Các chị ạ, mày có nghề giảng đúng, mày có chuyên ngành đúng. Cho nên đúng cái luật của thông tư 22 của Bộ, nếu cái bằng tiến sĩ của tôi là bằng tiến sĩ về đề tài marketing, thì cả đời tôi nếu hướng dẫn nghiên cứu sinh, chỉ được hướng dẫn nghiên cứu sinh làm đề tài về marketing mà thôi. Các bạn ạ, cho nên là cuối cùng tôi có bằng về quản trị thì tôi mới được dạy quản trị. Tôi là sừng sỏ về bằng tài chính, tôi mới được dạy tài chính. Mà bằng phải tiến sĩ trở lên, công ty nào đóng đòi thì người ta đạt chuẩn hết rồi. Nhân tiện thì tôi phân tích cho các bạn thì mày lên mạng, mày đi, mày dạy, nó on, mày off. Tôi nói quản lý nhà nước nó bắt tại trận. Thằng thì lớp 7, thằng thì lớp 12. Các bạn ạ, bằng sư phạm không có. Tôi không tưởng tượng được lĩnh vực nào cũng vậy. Trường Doanh Nhân PR.